Chào các bạn nha. Trước mắt các bạn đây là một cái máy cày mà bố tôi mới lắp ráp xong, rất là đặc biệt nhá anh em. Đây là phần ghế ngồi này, phần tay ga này. Đấy. Mới hoàn toàn luôn. Đấy. Mà đặc biệt kỹ sư của máy móc làm. Đây, cái máy này, máy xịn luôn em ơi. Đấy. Bên đa đủ ba luôn. Đấy. À. Đó. Thấy không? Thế mà các bạn có nhu cầu thì đến Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên để xem máy nha. Đấy. Tỉnh Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, thôn Trung Đoài. Thôn Trung Đoài nha anh em. Đấy, rất là chuẩn luôn em nhá. Máy nồi chưa làm, chưa bàn gì hết á. Ờ. Máy đồ đóng nguyên bản mà. Máy nguyên bản anh em nha. Đấy, công suất rất lớn luôn đấy. Đấy. À. Và giá từ 35 đến 40 triệu anh em nha. Đấy, đây, bánh đa, bánh loại 1 đây này. Bánh đa, máy nồi. Wow, đấy. Bánh loại 1 anh em nha. Xin luôn nha. Đủ 32 lô. Đủ 32 lô đấy, loại xin luôn đấy. Máy chứ ai vào vành nguyên bản mà nguyên bản mà hơn nữa là bố mình là kỹ sư bên máy móc nên là hàng toàn hàng xin không ấy. Đó. Và hiện nay mới lắp ráp xong, chưa đi lần nào bố ạ. Chưa đi lần nào. Đây, cái này là tóc đây này. Ờ, cái này nữa à? Ôi trời, cái đối như nào. Ồ, đây, thêm một bộ bộ phay này. Ông mua về, nhưng mà bữa không bảo hành, ông bảo hành một năm cào thù tư án về thế lên. Ờ, bảo hành luôn anh em nhá. Bảo hành á. Có bảo hành luôn. Đó. Đẳng cấp luôn, đấy. Ai mua đồ đồ nghịch thì ông bán luôn này. À. Ai mua đồ nghịch đấu giá này. Cái gì đó? Cái đồ nghịch đây này. À, được nghe luôn à? Đồ giả là có nhiều đồ giả lắm đấy. Rồi à? Hai con nữa.